Đây là một cái video từ uh, Full HD sang 4K của mình. Thì các bạn cũng có thể thấy là cái chất lượng video nó thay đổi rõ rệt luôn. Ở đây các bạn để thấy là cái hình ngôi nhà này nó nét và nhiều chi tiết hơn khá là nhiều, đó, chưa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tăng độ phân giải như thế này ở trên CapCut nhé. Uh, trước tiên các bạn sẽ vào trang CapCut.com này và ở đây chúng ta đăng nhập vào. Các bạn thể đăng nhập bằng tài khoản CapCut hoặc Google thì các bạn nhé. Bước này ví dụ ở đây mình sẽ đăng nhập bằng CapCut. OK, khi mà chúng ta đã đăng nhập được rồi, các bạn sẽ ấn vào phần công cụ thần thánh ở góc bên tay trái này. Đó. Cái vào đây thì nó có rất là nhiều những cái công cụ khác nhau ở các cắt. Mình sẽ hướng dẫn sau. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ đó là tăng độ phân giải video. Đến đây thì các bạn sẽ tải cái video của chúng ta muốn làm nét lên. Thì nó có nhiều cách nhưng mà ở đây mình sẽ tải từ cái máy tính của mình lên nhé Đó, để mình tải mình chọn một video bất kỳ ở đây mình tải lên Đó. Ok đến đây thì các bạn sẽ phải đợi cho nó quay tròn tròn này nó tải lên hết đã thì chúng ta mới có thể tăng được độ phân giải lên thì ở đây mặc định cái video của mình đó là 720p nghĩa là HD ấy, thì nó nhân đôi lên thực, thực ra là nhân 4 lên các bạn ở đây nó ghi nhầm ấy nhân 2 là không đúng rồi. Nó nhân 4 lên thì nó sẽ là độ phân giải 2K. Đó, 2K nhé. Ok, đến đây thì các bạn sẽ phải đợi thôi. Thì ở trong phần mềm cấp cắt ấy, thì nó cũng có cái cái tính năng này nhưng mà nó lại mất phí. Đó. Còn ở trên trang web của nó, trang web này thì nó lại không mất phí, nó lại miễn phí cơ. Khá là kỳ lạ phải không? Đó. Và nếu các bạn cảm thấy clip này của mình có ích thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, sau khi mà nó đã chạy xong nhé thì các bạn có thể ấn vào cái nút này để chúng ta có thể so sánh giữa hai cái phiên bản video này. Với cái video mới, cái video mới mà tăng độ phân giải thì mình thấy nó nét hơn một chút. Và bây giờ các bạn để tải về phải không? Chúng ta sẽ ấn vào cái nút xuất màu xanh góc bên tay phải này nhé. Và sau một hồi xử lý thì nó hiện lên cái trang này. Các bạn sẽ ấn tiếp cho mình nút tải xuống đó video của bạn sẽ được tải ngay lập tức nhá ờ, còn trong trường hợp nó bị lỗi các bạn có thể ấn vào cái phần space cái không gian của mình ví dụ cái không gian của mình đây chúng ta sẽ tìm được cái video có chữ upscale này các bạn cũng sẽ ấn vào nút ba chấm và tải xuống như bình thường đó được chưa ok bây giờ chúng ta sẽ so sánh giữa hai cái video này nó một video là 720p và một video được x4 lên nó là độ phân tải 2k và ở đây mình sẽ zoom lên ở cùng một cái khung hình gần gần giống nhau đó các bạn nhìn thấy là ở độ phân giải 720p thì nó mờ hơn thấy không? còn 2k khi mà chúng ta upscale lên nhìn nó nét hơn cái màu sắc thì mình cũng cảm thấy là nó trong hơn khá là nhiều nhé. OK thì còn đây là một cái video từ uh, Full HD sang 4K của mình. Thì các bạn cũng có thể thấy là cái chất lượng video nó thay đổi rõ rệt luôn. Ở đây các bạn để thấy là cái hình ngôi nhà này nó nét và nhiều chi tiết hơn khá là nhiều, đó chưa? OK và nếu các bạn cảm thấy video này có ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn trong clip video sau. Bye.